Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một khách hàng mồi thuốc để giao lưu với anh em. Quà sử dụng có, nhiều có. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai có cộng dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí có anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà. Và bên em thì chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship nha anh em. Thì đầu tuần thì em cũng xin chúc cho tất cả anh em gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc ha. Nói chung là suôn sẻ trong công việc. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký và bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chữ đăng ký để mỗi khi em có lên video thì sẽ có thông báo gửi tới anh em vào xem tham khảo Shippo. Và anh em xem kênh thì cũng cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ để em có thể kết nối đến nhiều anh em đam mê trên cả nước ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Thì hôm thỏ em có lên cái mấy cái bật lửa này. Hiện tại thì em cũng còn vài cặp, anh em có mua về cho tặng hay là để mình lấy linh kiện nó cũng khá hay. Cái này trưng bày nó cũng đẹp đó anh em. Để chủ đề về cái kiểu như là truy nã nó phát thưởng cho để đây là bật lửa Nhật thôi, và nó có cái mút để nó đỡ như vậy nè anh em. Nhật Nhật bây giờ ha, chứ phải Nhật hồi xưa. Tình trạng nó nêu hết đây. Anh em có thể lấy linh kiện sửa chữa hay là còn lời nữa. Cái này là một cái này lẻ là 100.000, hai cái thì free ship, anh em lấy một cặp thì free ship ha, miễn phí ship. Lấy một cái thì 100.000, em chưa có ba cộng phí ship vô. Nó xịt miếng RB7 vô nó sượng sượng á. Nó tình trạng nêu nó giống như nhau nha anh em. Còn được mấy cặp. Anh em nào chơi thì thứ nhất là mình cho tặng cũng được, mọi thuốc đốt nhang rồi bậy bạ này, có thể lấy linh kiện được đó. Nó nhà này một cặp vậy là 200, bao gồm phí ship luôn ha anh em. Hai cái 200 bao gồm phí ship rồi, còn một cái thì em không có bao ship. Rồi em còn một cái cũng bật lửa luôn. Bật lửa này là của anh bạn hàng sớm mình, ảnh làm đây. Còn cái này thì bán cho nó sạch sẽ, sạch xanh xanh luôn. Tình trạng nêu ha nè, liệu đồng. Cái này nó có bút như vậy luôn ha. Cái này em 150, 150 nha nè, 150. Rồi em có một cái
cái hộp thuốc, thêm cái bật lửa Bronson. Cái này sản xuất thập niên 30 á anh em. Và cái này là cái hộp thuốc này đựng điếu thuốc không đồ lọc á. Cái này tại vì hàng xưa, lúc đó người ta thiết kế là để đựng những cái điếu thuốc không đầu lọc, bánh thì cực kỳ bén. Em test bán nha anh em, vào bán luôn á. Rồi cái này 400.000, cái này là mừng thập niên 30 á, để em tra cho anh em xem. Đây hàng có thể gọi là gần 100 năm rồi, để anh em có thể trưng bày được ghê cũng được. Bật lửa Ronson Tuxedo 1930. Thấy không? Cái mẫu của nó vậy. Còn thiết kế thì nó họa tiết nó khác. Bằng sáng chế. Thập niên 30 ha. 1930 luôn. Bánh bén 400k. 400k để anh em có chơi thì chơi. Rồi em qua bật lửa xích phô. Đầu tiên là một con 202. Con này mã Niken, có chủ đề chữ tàu, chữ nhật tự lương này, chữ nhật á, thì dòng xuất thị trường Nhật nha anh em. 202 lề lối đẹp, con này thì mã Niken. Rồi tổng thể đẹp, không cấn mớp ha, mặt sau có dăm nhẹ, xước nhẹ. Rồi, góc cạnh thì ok đẹp, không cấn mớp. Đây có dạng xước nhẹ, cái dạng xước chứ không phải là dạng cấn nha nè. Cái dạng xước chứ không phải dạng cấn. Góc cạnh đẹp. Bán rửa gạt khỏe, chưa sửa chữa. Ruột trùng 502, chưa sửa chữa ha. Góc cạnh cũng đẹp luôn, âm cũng hay luôn. Chất lượng thì của một con La Mã, giá thì của một con đời số thôi. Mã số 1, ba 50. Lên mã số 2 là một con
Chrome Facebook, các ăn mòn riêng hãng chủ đề đảo Gam, đảo quân sự và đảo du lịch của Hoa Kỳ. Đảo quân sự 88 4 La Mã qua sử dụng ha, có xước lệ lối đẹp. Đây có dạng cũng dạng xước chứ không phải là dạng xước. Rồi góc cạnh nó cũng đẹp luôn nha anh em. Rồi lối đẹp ha, góc cạnh thì đẹp. Ở đây nó có dạng xước dăm nhẹ thôi. Sửa chữa nha anh em, có xước qua sử dụng ha. 88 988. Mã số 2 50. Mã số 3 là một cây World Cup khá đẹp đó nè, sản xuất 201, tình trạng qua sử dụng. Không cấn mớp ha, không cấn mớp. Ở đây nó có dạng nó tróc tróc nhẹ lớp keo một xíu, nó có một còn một lớp keo bảo vệ nha nè. Bánh bán lưỡi gà khỏe luôn. Con này thì em chưa có vệ sinh, nó qua cái độ sử dụng của nó để anh em cảm nhận nó. Ruột trùng 5 chưa sửa chữa luôn ha, nguyên zin luôn, zin tới cốt lề luôn. Anh em chơi World Cup thì chơi con này. Em sẽ vệ sinh lại cho anh em, canh chỉnh đồ lại cho nếu anh em chốt. Con này tuy là đời số nhưng mà nó chủ đề World Cup ha, nó cũng có giá để anh em chơi. Mã số 3 550 luôn. Số 4 là một em Harley Davidson, em lem full nắp, em lem zin hãng, sản xuất 209, em có té nhẹ vuông góc xíu, lề này gọi là lề khô luôn, bởi vì nó chưa có vác cái góc để cho nó bo tròn cái lề. Ở đây nó có té nhẹ nữa nè. Nói chung là con này nó có hơi té nhẹ, góc này nó đây dăm dăm nhẹ xíu ra, té vuông góc thôi ha. Rồi, cái đèn góc nó vuông góc, không có cấn mất gì nặng. Cái này khỏi cách năm gì nó không có âm. Con này ruột nó lệch chuẩn hãng đầu năm cuối năm anh em. Ruột tháng 11 năm 2008, vỏ tháng 1 năm 2009. Lệch chuẩn ha. Lệch chuẩn
theo vỏ, ruột theo vỏ luôn á, nguyên zin luôn nha, chưa sửa chữa. Titan 201 được khắc ăn mòn truyền vàng, chủ đề về đại bàng đầu trắng và bông lúa ha. Một chủ đề cũng là một chủ đề đẹp để anh em sưu tầm. 201 mã Titan nha anh em. Em thấy con này cũng khá đẹp á. Không cấn mớp ha, ở đây nó có dầm nhẹ xíu thôi, đây nó dầm nhẹ xíu, đúng một góc này thôi nè, còn lại khá đẹp. Sửa chữa luôn. Ruột trùng 5 tháng B01. Chủ đề đẹp. Trên một con zip đẹp. Khá đẹp. Đây nó cứ điểm dầm nhẹ đây thôi nha anh em. Chỉ một góc này thôi. Ngoài ra thì ok hết. Quá đẹp. Zip. Chủ đề đẹp. Cái nền cũng đẹp, nền titan. Số 5 600. Rồi em lên một con khá độc slim thôi, con này qua sử dụng thôi. Đây một con thế đơn giản bình thường thôi nè, chủ đề này bình thường. Trên nắp thì nó có hơi dâm vài điểm này. Con này mà nêu một cái thì nó một khối tiền anh em. Điểm đặc biệt của nó nè. Niagara Falls, Ontario. Một con slim Canada. Và con này là cũng mã Titan luôn. Thường thì những cái con zip này thì anh em gặp nó trên dòng xuất thị trường Nhật thôi. Nhưng mà con này là một con Canada rặt luôn anh em. Mọc Canada luôn. Và nói thì thật sự là em không biết như thế nào, nhưng mà riêng em á là lần đầu tiên em gặp cái cầm trên tay một cái con slim Canada như vậy. Cái này là thật sự. Còn ví dụ như anh em nào cầm qua rồi thì xin chia sẻ với em có cầm qua hay là comment cho em biết ha. Tại vì thật sự em đó giờ em chỉ mới cầm qua con slim Canada này thôi. Con này thì qua sử dụng anh em, con này mà nó thật sự mà nó nêu đi là nó một khối tiền á.
ruột 99. Ở ruột của thằng Canada thì nó lệch 1 năm là chuyện bình thường lắm, không có gì lạ với cái dòng Canada hết. Anh em chơi dòng Canada thì anh em biết đây nó có vài điểm cấn nhẹ thôi, mà đặc biệt cái mọc đáy. Thật sự đó giờ em mới cầm qua được một cái con Canada như vậy, con Slim Canada như vậy. Về cái kiểu thiết kế nha anh em, kiểu thiết kế của nó nằm trên cái nền titan khắc ăn màu chuyện vàng, mà thường thì anh em gặp cái con này trên phôi Mỹ là nhiều lắm, mà dòng xuất thị trường Nhật á, mà con này có mọc Canada đẹp ha. Thật sự em cầm lần đầu tiên, con này chưa vệ sinh, chưa canh chỉnh gì hết đâu. Đó, anh em nào muốn chơi cầm một con mồi thuốc mà độc như vậy thì chơi con này. Nhìn cầm sơ qua thì tưởng một con Slim canh Slim bình thường thôi, mà là cái đích lên coi thì hơi bị vip. Đấy, anh em chơi con này thì 700k. Tuy nó là qua sử dụng mà nó có vài điểm cấn nha anh em, còn nó nêu thì xin lỗi, thì nó là một khối tiền. Nhưng mà cái điểm đó đó. Slim này hơi độc à. 2, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Anh em nào chơi thì chơi, còn không chơi thì em để em chân. Nó cũng lạ mà, xác định luôn. Rồi em qua mấy con niêu anh em à, mấy con niêu. À, lên cái con này trước đi. Cái con này là hôm trước á, em có là một cặp và em đã bán một cặp rồi. Nó là cái bao giấy bên ngoài luôn, chủ đề đã bán cho khách rồi, bán cho khách rồi, nhưng mà cái về Woodweiser. Đây chủ đề Woodweiser luôn anh em. Lúc trước là con nguyên tem bán về cho khách á, thì bên trong nó bị kẹt đá. Nó bị kẹt đá nên anh khách cũng mới gửi lại em và đổi cái con khác. Cái con này đúng ra là chưa hề sử dụng và lúc trước là nó chưa bóc tem luôn. Hộp của nó có luôn. Hộp cùng chủ đề luôn ha. Và cái vỏ bên ngoài nó cùng chủ đề luôn anh em. Đây. Tem nó còn nè, hiện tại nó kẹt đá nè. Ruột trùng 5 đó là ảnh anh gửi lại em bán lại nhiều lỗ. Lúc trước con này thì bán 600 thì nó còn tem, bây giờ thì em bán 550 vì nó cũng bị rách tem rồi, nhưng mà nó cũng còn, nó cũng không có chạy xước gì anh em, nói chung là nó không chạy xước gì ha, nó chỉ bị rách cái tem thôi, bởi vì nó bị kẹt đá nên anh khách anh chịu lỗ, anh chịu đổi con khác cho ảnh luôn. Rồi ok, nó là zin bút và cái bao bên ngoài luôn. Con này 550 nha nè. Để em lên giá, bỏ giá là 46 mà số 7. Số này đầu ha, chất lượng La Mã anh em ơi. Con này thì nó cũng không cày xước gì hết đó. Nó khá đẹp. Mà nó có bị rách tem á, hôm trước thì nó còn nguyên tem. Thì như em trình bày nãy giờ với anh em á. Đó.
50, cái này về trưng bày cũng được hay sử dụng gì đó em thông báo lại cho anh em. Đây một em USN em lên mạ vàng sản xuất 202. Lượng la mã luôn, em làm mã vàng ha, cái dòng em làm quân đội sau này á đời từ 9 nít đời cao quá. Tầm có 97 trở đi, 98 trở đi cho tới đời số thì nó sử dụng cái em lớn này. Còn trở về trước á thì em sử dụng em nhỏ. 202 chất lượng như la mã ha. USN nhựa là zin luôn, bút nhựa zin hãng. Con này nó lệch nhà là đầu năm cuối năm nè nè. Đây con này nó lệch đầu năm cuối năm. Lệch chuẩn luôn á. Con này anh em trưng bày thì cũng đẹp. Đây là chuẩn hãng ha. Rồi. Em này 650. Số 8 650. Anh em nào chơi dòng quân đội thì tại vì cái này nó đúng ra nếu mà trùng năm thì em đã tính 700, tại vì nó lệch dạng đầu năm cuối năm nè, nên em tính nhẹ lại để anh em có thấy hợp lý thì anh em mua về trưng bày. Cái con này trưng bày thì nó đẹp, chứ con có tính ra nếu mà đúng ra thì nó phải là tầm 700 ngàn, 700 ngàn, 750 á, tại vì nó thuộc dòng quân đội thì lúc nào nó cũng cao hết trơn, mà thì nó có vấn đề nó là nó lệch thuộc chuẩn của nó đầu năm cuối năm luôn, nên em đưa cái giá cho nó hợp lý nhất để anh em có thể là cảm thấy hợp lý đối với anh em. Còn đối với em thì nó như vậy là theo em là nó khá hợp lý về cái giá mà nằm ở tầm quân đội, mà con zip tầm quân đội đó, tại vì nó là 202 thì nó cũng là đời số đầu chứ nó không phải là đời số cao ha. Chất lượng nó như con la mã. Rồi ở đây em có một cái con xúc nhật, rồi thì nó bút em có tặng bút linh kiện cho anh em. Đây anh em nào có bà xã hay bạn gái thì giống như cái cô trong ảnh thì mua về chắc mấy bà cưng dữ lắm luôn. Đó. 98 ha. Mạ bạc nha anh em. Con này mạ bạc. Tình trạng new. Nói như là ngồi nãy giờ mũi này nó chích. Chích no luôn. Có số limited luôn á nè, 471 cắt hai mặt luôn ha. Đây anh nào mà có bà xã hay có bồ nhí gì hay là gậy ruột gì đó giống mua về mọi thuốc, mấy bà gặp thấy tưởng đâu là mấy bà, không mấy bà mừng lắm. Gạt đá luôn nè, con này nêu gạch đá ha.
thuộc trùng năm. Con này tính anh em 6.8. Tình trạng mã bạc đẹp nha anh em. Có số limited luôn ha. 680. Có bút linh kiện bảo quản, con này về không có bút nha anh em. 6, 8, 10. Anh em thích la mã hay chơi la mã? Đây một cái thăm tăng. Một cái thăm tăng ha. Thăm tăng nó những cái vết đen này là nó do nó bị oxy hóa cái lớp mạ bạc đó nè. Con này là mạ bạc. Con này anh em để bàn làm việc nó khá là. Đây hiện giờ là đồng hồ đang chạy luôn. Đúng giờ luôn, 7:15. Và cái đồng hồ này nó có đèn, nó hai nấm nó có đèn khá đẹp anh em. Anh em bấm để nó cháy sáng hơi lâu xíu, mà muốn đè luôn thì để đè lại luôn này, khá đẹp ha. Để bàn làm việc, để tủ trưng bày nó cũng đẹp. Có những cái vết đen đen này nó oxy hóa cái lớp màu bạc, con này màu bạc nha. Đây anh em. Cái đồng hồ đẹp. Đồng hồ hai nấm và có đèn. Có đèn. Rồi cái này là mã số mấy đây? Mã số 10. Số 10. Đây là khác ăn mòn nha nè, khác ăn mòn đổ sơn. Chủ đề về cha đẻ của Zippo. Ông tổ ngành. Và đây là một cái con một dạng đời đầu. Thứ năm 90. Nó còn cái bát chính giữa nè. Nửa đầu 90 nữa còn cái bát chính giữa nè. Bát này nó nằm như là từ hồi 8x nè, cho tới 8, nói chung là nó được chất lượng 8x89. Chất lượng 8x. Còn chất lượng 8x. Đây nó còn chữ bát profi IPA ha. Tình trạng là new. Anh em chơi ông tổ thì đây. Một về một trưng bày. Đây.
con này nó mờ, nhưng mà cái chữ của nó, cái form của nó là form 90, chuẩn 90 á nè. Form chữ của nó, form chữ 90 đó. Hai anh em chiều con tổ thì dứt về trước bài. Lên con này thì nó có mạ vàng hai mặt nha anh em, và viền thì nó nói chung là nó làm ngược lại cái những cái trước anh em thấy là nó mạ bạc hai mặt ha. Chủ đề thì được đắp nổi kiện vàng và đờ mi viền vàng, còn con này thì nó chơi là đờ mi viền bạc mạ vàng hai mặt và đắp nổi á. Những cái đắp nổi này thì nó triền bạc luôn, nó làm ngược hơn những cái con khác. Những cái con thường gặp thì em thường gặp là cái kiểu nó đờ mi và viền vàng nè, rồi cái chữ đắp nổi thì nó triền vàng luôn, còn hai mặt là mạ bạc. Con này làm nghịch lại. Tình trạng con này cũng nêu luôn nha nè. Con này 201. Limited là 0406. Đây mặt sau thì được tất cả đều đắp nổi hết. Chủ đề đắp nổi nè, và những cái tên mà vô địch, tên là bóng vô địch. Rục trùng bài cũng đẹp lắm nè anh em, chơi World Cup thì chơi con này cũng được. Tình trạng nêu ha, rồi mã số 12. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.